những điều sốc đến khó tin về cuộc đời hoàng đế Napoleon. Trong thời kỳ chiến tranh, Napoleon bị báo chí Anh quốc xem như một bạo chúa nguy hiểm, luôn rình rập xâm lược. Báo chí phái bảo thủ Anh thường xuyên mô tả Napoleon lùn hơn nhiều chiều cao trung bình của người bình thường. Ít ai có thể ngờ được rằng, nhà cầm quân lừng danh thế giới Napoleon rất sợ mèo. Bên cạnh đó, khi còn nhỏ, hoàng đế Napoleon rất giỏi môn toán. Hoàng đế Napoleon cho rằng người vợ Josephine luôn mang đến may mắn cho ông. Chính vì vậy, nhà cầm quân vĩ đại này thường mang theo một bức chân dung nhỏ vẽ hình vợ mỗi khi đi chinh chiến. Ông thường ăn rất nhanh và dùng bữa trong sự yên lặng, không ai được phép gây tiếng ồn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!